Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả của TNP Channel. Lần này về California, bay về đây mục đích là đáng lý là tôi sẽ dự cái buổi khai trương của công ty Teletron ở ngay tại trái tim của Lido Sài Gòn, ở cái ngã tư đường Westminster và đường Brookhead. Tuy nhiên thì khi về tới đây thì mới biết là vẫn chưa xong cái phần giấy phép. Tuy nhiên thì cũng gần xong rồi và sẽ có một cái ngày khai trương mới. Và đứng bên cạnh của tôi là tổng giám đốc điều hành của hệ thống Teletron trên toàn quốc, anh Quy Nguyễn. Quy Nguyễn thì quý vị biết nhiều rồi, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên tôi với Quy Nguyễn có cái cuộc nói chuyện chính thức trên cái channel TNP. Mấy lần trước thì tôi có làm livestream nhưng mà ít nói chuyện. Hôm nay chính thức thì trước hết mời Quy Nguyễn gửi lời chào đến cái channel của TNP. Cảm ơn Trần Nhật Phong đã có mặt trong ngày hôm nay với Teletron, và anh Nguyễn cũng xin gửi lời chào tất cả các khán giả của chương trình của TNP Channel, và cảm ơn anh rất là nhiều đã cùng đến với Teletron và đến ngay địa điểm mới nhất của Teletron sẽ được khai trương trong những ngày tới, thưa quý vị. Rồi, như vậy thì trước khi mình nói về cái địa điểm mới này, tổng cộng Teletron có bao nhiêu chi nhánh trên toàn quốc? Hiện bây giờ đang có là 16 chi nhánh, thưa anh. 16 chi nhánh trên toàn quốc, yeah. Tức là rải trên toàn nước ngoài. Toàn thời kỳ. Và chi nhánh này là chi nhánh thứ 17. Wow. Và tổng cộng là hình như Phong nhớ chưa đầy 10 năm. Actually là đúng 16 năm anh. 16 năm rồi. 16 năm rồi. Tại vì mình khai trương là năm 2008. Oh, ok. Đó, 2008. Ngày okay. 2008 thì bây giờ là đúng 16 năm. Và năm nay bước qua năm thứ 17. Thì chi nhánh này chi nhánh thứ 17. Tức là mỗi năm mình ra một chi nhánh mới. Dạ, hy vọng như vậy. Okay. Nhưng mà mình đang so far là như vậy. Vừa quý vị, đó là một trong những cái hệ thống bán lẻ được xem là lớn nhất trong cộng đồng người Việt chúng ta. Quý vị thấy là trong cộng đồng người Việt chúng ta, ngoại trừ cái ngành neo ra thôi, thì có được cái hệ thống nhiều tiệm, nhưng mà những cái cửa tiệm bán lẻ như vậy rất là ít, ngoại trừ cái hệ thống chợ thì có thể có được nhiều chi nhánh, còn thông thường thì chúng ta chỉ có 1-2 tiệm thôi. Riêng Teletron trong 17 năm là 17 chi nhánh, có nghĩa là họ phát triển rất là tốt, và cái sự phát triển tốt này cuối cùng cũng nhờ tới đồng hương, tức là những người đồng hương chúng ta ủng hộ. Và cái điều gì mà Huy Nguyễn cho thấy là trong 17 năm qua mà mình phát triển được 17 tiệm, có nghĩa là cái sự ủng hộ của đồng hương. Thì cái điểm chính của đồng hương ủng hộ của Teletron là điểm gì? Cảm ơn Đặng Nhật Phong. Cái điểm chính mà quý vị rất ủng hộ Teletron đó là thiết là về những cái sản phẩm mình chọn lọc nó tốt chất lượng, và nhất là sản phẩm được làm tại Nhật, tại Đại Hàn, hoặc là tại Ý, hoặc là tại USA, tại Mỹ. Mình giới hạn nhiều nhất sản phẩm làm tại Trung Quốc, cho nên quý vị thấy gần như là 90 mấy%, trừ trường hợp mà không có sản phẩm nào thay thế đó thì mình phải xài, chứ còn đa số là đều những sản phẩm tốt chất lượng. Mà tại vì người Việt Nam chúng ta, anh Trần Nhật Phong cũng như vị biết là mình đã có tạm ổn định rồi, cho nên sắm sửa là sắm đồ tốt chứ không có sắm như hồi mới qua nó khác. Bây giờ ai cũng ổn định hết rồi, cho nên sắm không sắm thôi, mà sắm là sắm cái tốt để sử dụng. Cho nên là hiện bây giờ Teletron đang có những sản phẩm được yêu mến, mà quan trọng nhất mà quý vị mua nhiều nhất Teletron đó là chiếc ghế massage. Được làm từ Nhật Bản. Trần Nhật Phong cũng đã là một những người đã mua, đã ủng hộ cho Teletron, cũng như chúng ta sử dụng tại nhà mình, nó thoải mái, nó thư giãn sau ngày tháng làm việc cực nhọc. Bây giờ anh em mình hoặc là tất cả quý vị đã ở đây 10 mấy 20 năm thì chắc chắn ai cũng phải đi làm. Mà đi làm thì tới đó thời gian mình cũng phải mỏi mệt, mình phải có những cái sức khỏe cho nó tốt. Cho nên cái sản phẩm mà đầu tiên được quý vị hưởng ứng và mua sắm nhiều nhất của Teletron đó là cái ghế massage Made in Japan, thưa anh. Tôi nghĩ rằng là ngoại trừ cái yếu tố là cái sản phẩm tốt ra, tức là những cái sản phẩm mình nó bảo đảm cái thời hạn sử dụng cũng như là của những cái hiệu danh tiếng của ngoại quốc ra, thì cái thứ hai là cái vấn đề service, tức là cái vấn đề phục vụ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái yếu tố chính mà Teletron thành công trong 17 năm qua, tức là cái phục vụ cho đồng hương, cho khán giả được tận nơi tận chốn, tận tình và không có để cho quý vị buông lòng. Nhưng cái điểm cuối cùng mà tôi nghĩ rằng là Teletron được ủng hộ nhiều nhất, cái điểm này là cái điểm mà tôi nghĩ rằng được đồng hương ở khắp nơi và đồng bào ủng hộ, đó là cái sự payback. Tức là được Teletron là không những là một cái công ty chỉ buôn bán bình thường, nhưng mà Teletron có những đóng góp rất lớn trong cộng đồng, từ những cái quỹ học sinh cho tới những cái đóng góp cho kể cả cái khu vực của chính trị, cho tới cái khu vực kinh tế, rồi giáo dục, và kể cả cái vấn đề gọi là văn hóa văn nghệ. Thì dường như là tôi thấy chỗ nào cũng có sự đóng góp của Teletron, có nghĩa là Teletron không phải chỉ là một kinh doanh bình thường, mà ngoại trừ cái vấn đề kinh doanh ra thì vẫn có cái sự đóng góp để tăng trưởng cái sự phát triển cộng đồng. Tôi nghĩ đây là cái yếu tố chính mà Teletron nội được ủng hộ. Cảm ơn anh Trần Nhật Phong rất là nhiều đã cho anh Nguyễn có cơ hội để nói chút xíu về cái vấn đề này. Tại vì mình không có tự chính nói những cái việc thực sự Teletron làm đều là âm thầm mình làm, tới cộng đồng mình, tất cả tiểu bang mình đóng góp được gì mình đóng góp, như anh nói, từ về cái văn hóa cho đến từ về cái văn nghệ, đến về tôn giáo, cho đến tới những cái sinh hoạt cộng đồng chúng ta, nhất là bây giờ những trẻ em, các em sinh viên người Mỹ gốc Việt, để làm sao mình phát huy, mình bảo tồn văn hóa người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Và nhất là quý vị thấy những cái chương trình ca nhạc của Teletron cũng như vậy. Nếu anh Trần Nhật Phong để ý lại 16 năm qua và năm thứ 17, có thể nói là những ca sĩ hát trong chương trình của Teletron 100% là các ca sĩ tại hải ngoại. Cái điều mà tôi rất là appreciate Teletron đó quý vị, mà tôi phải cảm ơn công ty Teletron đó,
là trong 3 năm nay. Quý vị biết từ năm 2020 đại dịch bùng nổ, hầu hết anh chị em nghệ sĩ đều mất sạch show, không còn một cái show nào cả. Và lúc đó bị đóng cửa, bị phong tỏa và những cái nơi tổ chức thường xuyên họ cũng không tổ chức cho tới giờ phút này. Thì nhờ những cái chương trình đại nhạc hội này của Teletron mà nghệ sĩ mới có dịp gặp gỡ khán giả thường xuyên. Yeah. Nên phải nhờ Teletron đó, là phải cảm ơn Teletron đã giúp rất nhiều cho anh em văn nghệ sĩ trong vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó. Mặc dù cái chi phí là anh em nhận không bao nhiêu nhưng mà nó vẫn có để cho anh em vượt qua những cái giai đoạn khó khăn trong lúc mà cái cơn khủng hoảng của đại dịch nó bùng nổ. Thì là Teletron là một trong những công ty mà đã giúp cho anh chị em nghệ sĩ rất là nhiều. Bên cạnh đó thì năm ngoái tôi có dự một cái buổi trao học bổng mà Teletron đã có cái sự đóng góp. Và bắt đầu từ năm ngoái đến năm nay thì Teletron đã bắt đầu phát động cái chương trình là cấp học bổng cho con em của chúng ta thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba bắt đầu có mặt trong trường. Thì Quy có thể nói thêm về điều này. Cảm ơn Trần Nhật Phong. Đây là một cái, anh nghĩ là một cái việc mà nó rất là ý nghĩa mà nó sẽ giúp cho các em, các cháu. Tại vì anh nhìn Trần Nhật Phong mà quý vị đã biết, mình ở đây các con các cháu các em mà lớn lên á, mà đi ra học ra trường á, thì chắc chắn có cuộc sống ổn định. Tại vì cái xã hội nó cho mình cơ hội để học, học hành các em ra công việc. Nhưng mà khi học ra trường rồi đó, một hai thế hệ nữa các em quên mất nguồn gốc Việt Nam chúng ta. Đi làm việc của người Mỹ, nói tiếng Mỹ, gặp gỡ bạn bè mà không có cái sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam chúng ta thì tự động mình mất cái gốc mình đi. Mình muốn tạo cái bond cho mình, tạo cho các em một cái động lực, cái nhớ là cái cội nguồn, nhớ là người mình tới đây mình là người Việt Nam. Cho nên những cái quỹ học bổng mà từ Kim My Dương Foundation đã được 7 năm ở tại khu vực Washington DC và qua California là năm thứ hai, thì muốn cho các em một cái cơ hội để các em thấy như vậy, và các em nếu mà được hưởng cái học bổng đó thì các em cũng nhớ lại cái ngày này và giúp lại các em đi sau, để chúng ta có được những cái thế hệ tiếp nối mà nó vẫn mà trong cái ngoài những cái học hành đó, cái trong cái điều lệ để mà chúng ta các em đoạt giải đó, là ngoài những cái học giỏi thì đương nhiên nếu mà học giỏi quá rồi thì đương nhiên là có những học bổng khác rồi, nhưng mà mình muốn khuyến khích các em một cái chương trình này nữa là các em học giỏi vừa thôi nhưng mà phải có cái tính leader, là cái tính lãnh đạo. Thứ hai là phải tự hào leadership. Mình là leadership, mình là người Việt Nam, để mình phát huy những cái văn hóa người Việt Nam của chúng ta, để các em cứ luôn luôn nối tiếp như vậy. Các em mà đã được những giải rồi thì các em sẽ giúp lại những em đi sau, để chúng ta tiếp tục cái nguồn gốc thế này. Và thứ hai, lý do Teletron làm điều này nữa, thưa anh Trần Nhật Phong, mình giúp trong thường thường ở đây, nếu quý vị muốn giúp những cái học bổng đó mình đóng vào trong cái trường của Mỹ, nó rất là nhiều, nó lớn lắm, nó không có ai biết gì hết. Còn ở đây là từ mình lên mình giúp cho các em, và mình chọn lọc những người Mỹ gốc Việt của mình trước, để các em có thể thấy là cái những người Việt đi trước giúp những thế hệ sau, và sau đó những cộng đồng Mỹ. Tại vì mình sau khi những anh Đặng Phong đã tham dự, anh đã thấy đó là tất cả những người là dean, tức là những người hiệu trưởng hoặc là những thầy cô giáo trong những cái những trường đại học lớn mà có uy tín ở nước Mỹ như là UCLA, UCI, UC Irvine, hoặc là ví dụ như là Caltech Fullerton được cộng thêm năm này ở Pomona hoặc là Long Beach, là những nơi mà đông người Việt Nam chúng ta học đó, thì những trường đại học đó thấy cái sự sau khi mình được giúp đỡ khi mình bước qua Mỹ thì bây giờ cộng đồng Việt Nam mình cũng đóng góp lại, chứ không phải là mình chỉ được hưởng không mà mình không có đóng góp lại. Cho nên là người ta nể phục người Việt Nam chúng ta hơn, người ta quý với những cái sinh viên người Mỹ gốc Việt hơn, để cho thấy cái sự thịnh vượng của đất nước Hoa Kỳ này là một đất nước mà nó tạo điều kiện cho tất cả các nơi đều đến để chung sống trong một cái hợp quốc Hoa Kỳ, mà người Việt Nam chúng ta là một cái đóng góp không nhỏ cho cái sự thịnh vượng. Vì người Việt Nam chúng ta cũng rất là thành công trong tất cả các lĩnh vực mà không có tiếng nói, mà không có ai thấy được hết, mình cứ lẻ loi cứ làm lung tung âm thầm hết, không ai biết hết. Nhưng mà đây là những cái chuyện mà nó sẽ cho cái cộng đồng Mỹ thấy, và kể cả những trường đại học thấy cái sức học hỏi, những cái và cái đóng góp của sinh viên người Mỹ gốc Việt cũng là một cái sự rất là đặc biệt mà cho cái sự thịnh vượng của Hoa Kỳ, thưa anh. Đây là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng là sự thành công của Teletron, đó là cái sự payback, tức cái sự đáp trả cho cộng đồng khi mà được ủng hộ bằng mương. Do đó thành công mà 17 năm thì 17 cửa tiệm. Yeah. Có nghĩa là Teletron vẫn đang phát triển rất tốt là nhờ sự ủng hộ của đồng hương. Còn nói về những cái sản phẩm của Teletron thì tôi biết, tại vì những cái đó là đừng mình nói thêm cũng bằng thừa, tại vì cái tên của những cái sản phẩm đó nó được xem là danh tiếng nhất của Nhật Bản, của Nam Hàn, của Ý rồi. Yeah, ví dụ đúng. Như là Lamborghini hay là mấy cái hãng của Nhật là đã biết hết rồi, đúng không? Mấy cái tên tuổi lớn, tại vì đa số Teletron chọn lọc á là chọn lọc những cái tên tuổi lớn mà thường như Trần Nhật Phong muốn quý vị biết đó, không phải ở Mỹ mình có tiền là muốn làm được đâu. Tại vì hãng ta phải coi cái license rồi phải coi cái uy tín của mình làm và cái sự customer service. Mình làm được thì hãng nó mới đưa mình độc quyền. Còn nếu không thì ta sẽ lấy lại đưa người khác liền. Tại vì mình phải take care cho good, chứ nếu không mà thể quen biết hoặc là mình có nhiều tiền đi chăng nữa thì là giúp cho mình 1-2 năm thôi. Nhưng mà nếu mình đi đường dài thì mình phải có những phải chứng minh cho hãng thấy là nhất là mình sẽ bán được. Thứ hai, cái service mình phải tốt. Cái thứ ba, mình có những customer comeback, tức là những khách hàng mà nó mua rồi giới thiệu thì hàng mình tốt và phục vụ tốt thì người ta mới trở lại, chứ nếu không người ta sẽ không trở lại. Chuyện này thì phong rành á, chuyện này thì phong rành lắm, là bởi vì quý vị, tất cả những cái hãng lớn á họ đều có cái license riêng của họ.
và cái tiệm nào mà được cái license là bán những sản phẩm của họ không dễ. Và ví dụ như Phong lấy ví dụ thôi, hồi xưa Phong nhớ mấy cái big screen TV không? Yeah. Mình phải có cái license customer của là thị trường consumer của bên Sony. Đúng rồi. Đúng không? Yeah. Thì mình mới được bán hàng của Sony. Đúng rồi. Mình không có license đó mình không được bán hàng của Sony. Yeah. Mấy cái hãng lớn như vậy đó là họ đòi hỏi cái license, và có được cái license đó, thứ nhất là giống như Huy nói là quý vị phải làm mạng uy tín, tức là phải có cái chữ tín, cái hai cái service, và để tránh ảnh hưởng tới cái tên tuổi của những hãng lớn, đúng không? Yeah. Và cái thứ ba nữa là họ có những cái chương trình bảo đảm cho mình nếu sản phẩm họ có vấn đề gì. Do đó thì một cái cửa tiệm mà lấy được một cái license của một cái hiệu danh tiếng không phải dễ. Dạ, cảm ơn anh. Ví dụ, cái bây giờ quý vị, tôi nói quý vị ra mở cửa tiệm bán đồ quần áo đi, mà quý vị bán đồ Chanel chứ chắc được. Dạ. Tại vì không có license của họ, quý vị không được. Không bán được. Dạ. Không bán được, đúng không? Kể cả anh Phong thấy ở Mỹ rất là nhiều cái mall, mà không phải mall nào cũng bán được LV hoặc là Chanel đâu. Đúng. Tại vì người ta phải chọn lọc thôi quý vị chứ. Chứ anh nào làm chủ một cái mall thì đương nhiên ông nào cũng khá hết rồi. Đúng rồi. Nhưng mà đâu có phải là cái mall nào ta cũng được quyền bán những cái sản phẩm đó đâu. Những thương hiệu lớn thì ta phải chọn lọc. Thứ nhất là cái chỗ đó cái lượng khách nó có đủ hay không. Thứ hai là cái mall đó có đủ cái số lượng, nếu mà ta đưa thì có đủ số lượng và cái service như có đủ không, để người ta lấy cái uy tín. Tại vì nếu mà mình làm sai thì cái hãng mang tiếng nữa chứ không phải là mình không. Đúng rồi. Cho nên là lý do tại sao mà tôi ít nói về mình về sản phẩm, vì những sản phẩm đó tôi coi toàn là những sản phẩm mà gọi là tên tuổi rất là quen thuộc, nói ra cái quý vị biết liền. Yeah. Đúng không? Cho nên là những cái sản phẩm đó là mình chỉ nói là những cái model mới mà họ ra thì mình giới thiệu thôi. Chính ra tôi ở đây tôi muốn nói đến cái vấn đề phục vụ trong cộng đồng và cái vấn đề buôn bán trong cộng đồng, là Teletron được xem là cái biểu tượng thành công. Nếu là tiệm nail làm với Mỹ quen rồi thì không nói, nhưng mà buôn bán trong cộng đồng Việt Nam rất là khó. Bởi vì cái khách Việt Nam họ khó hơn khách Mỹ nhiều lắm. Họ đòi nhiều thứ và nếu mình không vượt qua được thì mình không chinh phục được họ. Ví dụ trong gia đình mà có người mua thì cái người thứ hai mua, mà người thứ nhất mà họ không có recommend đó. Yeah. Thì người thứ hai đi tiệm khác mua chứ đâu mua của tiệm mình đâu. Đúng rồi. Do đó thì tôi nghĩ rằng là cái service là một trong những cái quan trọng thứ hai ở trong cái việc mà ngoại trừ những cái sản phẩm danh tiếng ra, thì cái sự đóng góp trong cộng đồng cũng như là cái cách phục vụ, nó là một trong những cái điểm nhấn mà Teletron đã thành công. Cảm ơn Đào Nhật Phong rất là nhiều với những nhận xét đó, cũng là cảm ơn tất cả các khách hàng của Teletron đã giúp cho Teletron có điều kiện tồn tại và phát triển, thưa anh Đào Nhật Phong. Tại vì giữ một cái business trong những cái lúc mà khó khăn không phải dễ, thưa anh. Như cái lúc mà Teletron ra đời đó, anh biết là như cả cái lúc đó cái lúc điện tử đó, sẽ là CD với lại Good Guy là hai cái lớn nhất của Mỹ luôn, thưa quý vị. Ta có cả ngàn tiệm luôn đó. Nhưng mà cũng không có trụ nổi, tại vì cái lúc kinh tế 2008, 2009, 2010, cái lúc kinh tế nó bị khó khăn, ai cũng bị ảnh hưởng hết chứ không phải là người nào. Nhưng mà quý vị vẫn đồng hành với Teletron, giúp cho Teletron có điều kiện phát triển. Và nhất là với ngày hôm nay, nhiều không biết cái ghế mà xa đó, mình đã qua con số 28.000 chiếc ghế. Đã rít qua 28.000 chiếc ghế, thưa quý vị. Cho nên tất cả những cái hãng Nhật mà bây giờ nói ghế mà xa hay những đồ mà luxury đó mà muốn vào thị trường Á Châu đó, là ta đều chọn Teletron trước. Tại vì cái con số đó mình nói vậy chứ thực sự trong cái ngành ta biết nhau hết á. Đúng, hãng này hãng kia ta biết nhau, hay là cái hãng này bán đồ thì trong cái consumer về electric thì ta biết nhau hết. Cho nên là cái sự ủng hộ quý vị để giúp cho Teletron có được cái tên tuổi lớn hơn và để có uy tín hơn đến cộng đồng người Mỹ. Và hiện bây giờ Teletron không những là bán cho như anh Đặng Nhật Phong, là ngoài cái cộng đồng Việt Nam chúng ta thì cộng đồng người Đại Hàn ủng hộ Teletron cũng rất là nhiều. Và tới thời buổi giờ khách của Đại Hàn vẫn không biết cái tiệm Teletron là của người Việt Nam mình. Người ta vẫn nghĩ là của Đại Hàn, tại vì tất cả nhân viên phục vụ cho đến quảng cáo cho đến tới những người mà sale là cái bang đó là tất cả người Đại Hàn hết. Dạ, cho nên là những hay là người Hoa, cộng đồng Đài Loan, Hồng Kông cũng là một cái cộng đồng mà cũng giúp cho Teletron rất là nhiều nữa. Cái điều mà hay nhất là như vậy quý vị, để trên một cái gió giống như Huy nói, không phải dễ dàng để giữ được cái uy thế. Và quý vị thấy bây giờ là tất cả những cái hệ thống lớn đều phải đóng cửa. Ví dụ như là hồi nãy nói chuyện chơi với hệ thống Latina đóng cửa. Yeah. Ok. Rồi Red Lobster bây giờ cũng đóng cửa luôn, đúng không? Rồi cái tiệm mà cạnh tranh với Teletron nhiều nhất là hãng Fry coi như đóng cửa rồi. Yeah. Đúng không? Bây giờ Best Buy coi như là ngất ngư. Tức là tại vì cái bán hàng online nó quá dễ. Dạ, nó quá mạnh thưa quý vị. Nó quá mạnh đi. Dạ. Do đó cái người khán giả, cái người khách hàng họ có sự chọn lựa rất là nhiều. Thì quý vị lên đó là quý vị thấy đầy đủ chi ra từ Amazon cho tới Welfare. Dạ. Là họ có đủ hết đó. Nhưng mà có điều là cái cách phục vụ và cái ngôn ngữ. Dạ. Cũng như là cái mà họ đòi hỏi, ví dụ quý vị mua của Amazon được không? Yes, quý vị mua được của Amazon. Nhưng mà Amazon đóng góp gì cho cộng đồng Việt Nam? Không có. Yeah. Chúng ta thấy họ đóng góp cho quỹ này quỹ kia lớn lắm trên thế giới, nhưng mà riêng cộng đồng Việt Nam là khách hàng của Amazon đó rất là nhiều. Yeah. Đúng không? Nhưng mà bây giờ Amazon đóng góp gì được cho cộng đồng chúng ta đây? Câu đó là cái câu mà tôi muốn nói tới. Cũng như là Welfare là một trong những cái
cái hãng mà bán furniture nổi tiếng, cũng nổi tiếng, có uy tín luôn đó, rất uy tín luôn đó. Mình có thể mua furniture của họ, nhưng mà cái quan trọng là mình muốn họ cũng đóng góp lại cho cộng đồng. Thì giống như Huy nói là những cái quỹ học bổng đó mình đâu có biết, đúng không? Trong khi đó cái Teletron là cái đóng góp trực tiếp nhất từ những cái hội đoàn về tôn giáo, từ những cái sinh hoạt về chính trị, từ những cái sinh hoạt về văn hóa, và bây giờ Teletron bắt đầu nhúng qua cái sinh hoạt về giáo dục, hỗ trợ học bổng cho các em, các cháu của mình, là con em của mình chúng ai hết. Con em của mình học giỏi sẽ nhận được học bổng của Teletron. Rồi mai này giống như Huy nói, các em các cháu ra trường đi làm thì các em các cháu cũng sẽ có những học bổng cho những cái generation kế tiếp. Em kế tiếp, đúng không? Tức là mình tạo một cái sự tăng trưởng cho cộng đồng. Do đó tôi mới nói với quý vị là hôm nay tôi nói chuyện với Huy Nguyễn, mục đích là giới thiệu cái tiệm Teletron mới. Thì hình ảnh của cái tiệm này thì một lát nữa quý vị sẽ nhìn thấy, giống như Huy lúc nãy Huy có nói đó, là còn đang in construction, đúng không? Nhưng mà lý do đáng lý là ba tay là mình xong rồi. Thưa anh, đúng là ba tay mình cái hình dự định như vậy. Nhưng mà mình thực sự là ai cũng nghĩ là tới tháng 7, tháng 8 mới xong, mà mình quyết định cái ngày ba tay để cho anh em push cho nó mạnh. Nhưng mà thứ nhất là vì nó chậm là do cái thành phố cũng đã tạo điều kiện tốt nhất rồi, nhưng mà cái súng and fashion đó, tại vì rất là đông cái cơ sở trong đó đang xây dựng, cho nên là tại súng chậm, trễ thì mình phải chờ, chứ mình không thể làm được. Tại vì khi nào mà approve cái này rồi mới làm cái bước kế tiếp được, thưa quý vị. Ở Mỹ nó có cái luật là mình phải như vậy, nếu muốn làm cái đóng cái frame xong rồi, nhưng mà tao phải check lại ok trước khi mình làm cái phần khác, cho nên là cứ chờ. Nhưng mà nó thực sự nó trễ cũng không nhiều, và cái ngày chính thức bây giờ đã có rồi, thưa quý vị, cũng như thưa Đào Nhật Phong, là ngày 17 tây tháng 5. 17 tây tức là còn 2 tuần nữa. Còn đúng 2 tuần nữa đó. Còn ngày 17 tây tháng 5, thưa quý vị, trong cái đại khai trương sẽ có 4 ngày, là ngày 17, 18, 19 và 20 tháng 5. Trong 4 ngày đó là thứ 7, xin lỗi quý vị, là thứ 6, thứ 7, nhật thứ 2, mà trong đó 3 ngày đầu là thứ 6, thứ 7, nhật là có ca nhạc. Ê, đổi lại đi. 16 khai trương đi. 16 tới 19 đi. Tránh ngày 20. Tại vì nó đi luôn một cái weekend đó anh. Dạ, cho nên là mấy anh em nghệ sĩ cũng book cái giờ thời gian hết rồi, cho nên giờ cũng rất là khó sắp xếp. Tại vì nghệ sĩ theo anh chuẩn bị biết là tới trên dưới 60 ca nghệ sĩ sẽ chia ra làm 3 ngày, mỗi ngày 20 ca nghệ sĩ. Cho nên là cứ dồn theo như vậy. Và 16 là sợ hậu đó cũng sắp chưa kịp, nó sẽ làm tới khuya luôn đó anh. Cho nên phải sắp xếp từ bây giờ, là phải sơn là chút xíu, vì thấy ở phía trong đó đang đóng drywall là giai đoạn cuối cùng. Rồi người ta mới phải sơn lên và làm floor, rồi sẽ thay đổi rất là nhiều. Nói chung là cái tiệm này là làm hoàn toàn mới hết, từ hệ thống máy lạnh cho đến hệ thống thi ba, tất cả cái gì, hay gạch gỗ đồ gì, tức là nói chung là toàn bộ gần như là 99.9% là làm mới lại hết. Cho nên là tất cả cái gì đó cũng muốn làm. Tại vì này Phong biết hồi trước Teletron bắt đầu ra đó gọi là Teletron TV Audio Appliance, nhưng bây giờ đó là sau những năm sau là đổi lại là Teletron Luxury Lifestyle. Luxury Lifestyle đó là mình có một cái đời sống nó tốt đẹp hơn, và quý vị dùng đồ lâu hơn. Sở dĩ mà tôi muốn nhấn mạnh cái ngày ba tây đáng lý là tuần này, tại vì tôi bay về đây trên quy tắc là ba tây là ngày nói với tôi là ngày khai trương chính thức, ngày ba tây tháng 5. Ok quý vị, thì là ngày thay, nhưng mà bị vấn đề inspect của thành phố nó trễ nải, bởi vì các cái dự án xây dựng trong cái thành phố Gando khá nhiều cho nên những inspector họ xuống, những commissioner họ xuống chậm hơn, cho nên cái thời gian mà nó kéo dài ra mới kéo tới ngày 17 tây. Lý do tại sao mà tôi phải nhấn mạnh như vậy là tại vì tôi biết quý vị nhạy cảm ngày 20 lắm. Ok, nhưng quý vị nhạy cảm ngày 20 lắm, nhưng mà cái này là lực bất khả kháng chứ không có ý nghĩa gì trong cái ngày 20 tây tháng 5 cả. Cho đó tôi nói quý vị trước là để quý vị hiểu rõ, tại vì tôi không muốn là có những cái mà đối thủ của Teletron hay gì đó đưa những cái chụp mũ tầm bậy tầm bạ. Cái đó là cái bất khả kháng. Tôi về đây mà tôi mua vé từ Hilton về đây là đính chính ra là ngày 3 tây. Nhưng mà bây giờ thì quý vị thấy ở bên trong là chúng ta cũng còn chờ inspect của thành phố, rồi đắp da đắp thịt lên, tức là đắp floor, tức là sàn, sơn rồi sửa là đủ sơn sửa đó. Là quý vị thấy đó là nó phải nuốt từ đây cho tới ngày 17 tây tháng 5, bởi vì cái schedule 20+ tây tháng 5 là cái đại nhạc hội ở trên Bắc Cali nữa. Bắc Cali, tại vì sau cái tuần đó là tuần lên Bắc Cali, cho nên đã, cái schedule nó sát nhau hết. Sát nhau hết rồi, cho nên quý vị do đó đừng có ai suy nghĩ gì cái ngày 20 tháng 5 hết. Ok. Tôi nói trước cho quý vị biết. Tuy nhiên thì quý như vậy thì we expect là lần này mình khai trương ở tại ngay trái tim của Lido Sài Gòn, nơi được xem là đông dân nhất bên ngoài nước Việt Nam. Đúng. Ok rồi. Thì quy kỳ này quy expect là sẽ có bao nhiêu khán giả tới nè? Em nghĩ thì rất là đông. Cái chuyến này là mình đang có những cái chương trình hãng đang chuẩn bị cho quý vị, là trước hết đó là đang chuẩn bị là mỗi ngày là 100 khách hàng đầu tiên là sẽ có quà tặng, dù có mua không mua không quan trọng, tới thăm tiệm để gặp gỡ nhau là đã có những biết chỗ quà. Dạ, biết chỗ. Thứ hai là sẽ có chương trình sổ số của những hãng
thể gửi tặng một cái chiếc ghế massage, 15.000 chiếc ghế khác nữa, khác là anh nữa, và chiếc ghế đó cũng sẽ tặng cho quý vị khán giả luôn. Tức là ai tới mua, tới tham dự, mua hàng không mua hàng quan trọng, bốc ký số, ai người nào trúng sẽ tặng được cái ghế massage 15.000 luôn. Quý vị tôi tốn hết 17.000 nữa nha. Quý vị được miễn phí, quý vị còn hơn tôi đó. Rồi đây là ngày khai trương cho nên hãng sẽ ưu tiên, rồi có một số hãng cho nệm, một số hãng cho những món khác tại Nguyễn Từ bây giờ đến ngày đó sẽ thông báo cho quý vị trong những ngày kế tiếp, quý vị theo dõi trong chương trình của Tần Nhật Phong, TNP Channel và những channel của anh em mà đã giới thiệu trên Teletron thì đang có từ TV, từ radio, từ báo chí cũng sẽ có những cái ngày cập nhật hơn cho quý vị. Nhưng mà riêng những cái sản phẩm mà người Việt Nam mình anh Tần Nhật Phong mà ai cũng cần, mà ai ở nhà cũng có đó là cái nồi cơm điện. Mình lần này mình nói chuyện được với hãng của Nhật rồi, hãng sẽ đồng ý là cái nồi cơm điện 10 cấp thưa quý vị của hiệu Tiger ai cũng biết là cũng nhất là trên dưới 200, mà đợt này sẽ bán 88 đô thôi, của Nhật luôn, made in Japan thưa quý vị. Bảo đảm chưa bao giờ quý vị có được cái giá này. Là 88 đô 10 cấp made in Japan, chỉ có cái chương trình Grand Opening trong 4 ngày đó thôi, tức là ngày 17, 18, 19 và 20 trong 4 ngày tất cả. Thưa quý vị, dạ, cho tức là quý vị không những là quý vị mua những cái vật dụng gia dụng trong nhà, những cái furniture, ghế massage, có nghĩa là từ một cái khởi đầu là bán đồ điện tử nhiều, nhưng mà bây giờ đồ điện tử quý vị đã thấy rồi, cả Best Buy ngất ngư, cả Fire cũng chết rồi, sống ông nổi rồi đó. Thì nhưng mà những cái vật dụng trong nhà là cần thiết, từ cái ghế sofa cho tới cái giường ngủ, cái nệm, nhất là cái nệm chống đau lưng, đúng là nệm cứng chống đau lưng, người Việt Nam mình rất là thích đó. Đúng không? Những cái này là những cái cần thiết cho quý vị, nhất là những quý vị lớn tuổi hoặc là các em các cháu mà muốn mua tặng cho cha mẹ trong cái dịp lễ, nhất là sắp sửa là cái tháng 5 là cái tháng Mother Day rồi tới cái Memo Weekend, xong tới ngày Father Day trong tháng 6 nữa. Sau đó tháng 6 là Father Day rồi, rồi tới tháng 7 là July 4. Thì cái mùa này là cái mùa mà mình có thể sắm sửa cho gia đình, cho người thân, thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái sinh hoạt nó mang tính chất lành mạnh trong cộng đồng, và đồng thời quý vị có thể tới để mà thưởng thức. Bữa đó có văn nghệ không? Dạ có, 3 ngày văn nghệ đó, cho nên là sẽ đông quý vị tới. Lâu lắm quý vị sẽ gặp gỡ tới dưới 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng tại hải ngoại sẽ hát lần lượt cho quý vị nghe. Mà thường mình đi coi những cái show trên Trần Nhật Phong thì cũng một vài ca sĩ, nhưng mà mình ít khi nào gặp được lắm, tại tới đến sân khấu mình ở dưới này nữa. Còn ở đây là hát xong ca sĩ đưa tập hình, chụp hình quý vị. Thì cái này gặp gỡ nhau bạn bè đó, cái này chứng kiến anh rồi, anh không thấy rồi đó, nó vui lắm, nó như không khí gia đình như vậy thưa quý vị. Cho nên là quý vị hãy đến khu vực này ngay ở trên đường Brockhurst, ngay góc đường Westminster, một cái nơi trung tâm của người Việt chúng ta tại đây. Đó là trái tim luôn, trái tim của người Việt Nam. Bên cạnh đó nhiều quý vị ở tiểu bang khác biết cái khu này, tại vì cái tiết là cái chợ Hòa Bình ở đây, cũng như là quý vị hai hẹn gặp nhau ở iPlanet. Chỗ này là uống cà phê ăn sáng đây. Bên kia là Thuận Phát, bên kia chợ Thuận Phát, rồi bên kia Target ở ngay đây, rồi ngay sau lưng của tôi có thể cho anh là cái Freeway 22 xuống ngay đường Brockhurst là tới ngay liền thưa quý vị. Rất là thuận tiện cho bà con chúng ta ở tại Nam California hoặc là tất cả tiểu bang khác về, là một lần nào đó quý vị cũng đã ghé đây, tại vì trong có như dầu chả Đức Hương này cũng được, quý vị cũng ủng hộ, cũng mua nhiều nè. Trong đó có Canel Supply, bên này có nhà hàng Nhật, rồi nhà hàng Việt Nam, nói chung là rất là nhiều. Thì cái khu này của Việt Nam mình Việt Nam là đầy đủ hết trong trái tim bốn góc đường, là quý vị thấy là Việt Nam không? Do đó thì nó nằm ngay trái tim của Little Sài Gòn, và hy vọng rằng là những khán giả mà có dịp về đây trong cái tuần lễ của qua khỏi Mother Day. Qua khỏi Mother Day thì quý vị có thể ghé tới Teletron. Dù có mua hàng hay không, 100 người đầu tiên vẫn được tặng quà. Vẫn được tặng quà, thì cái đó là mỗi ngày, chứ không phải là chỉ có 100 người đầu tiên thôi. Mỗi ngày dành cho 100 người đầu tiên, đúng không? Đúng rồi anh. Nhưng mà trong liên tục 4 ngày đó, dầu có mua hàng, không mua hàng vẫn được tặng vé số để mà bốc thăm, lớn xăm để trúng những một số giải thưởng giá trị. Còn nếu mà quý vị không mua là quý vị sẽ mất cái quyền lợi của mình, tại vì hàng rẻ lắm thưa quý vị. Tại vì từ cái brand opening anh em nói chuyện với nhau không có nói gì giá cả nhiều, nhưng mà quý vị sẽ biết cái giá cả sẽ rẻ hơn ngày tháng bình thường rất là nhiều, từ ghế massage, từ nệm, và mới nhất sẽ giới thiệu một vài cái sản phẩm của đại hàng anh Trần Nhật Phong. Sản phẩm này anh cũng chưa thấy luôn, mà khách hàng cũng chưa thấy luôn, lần đầu tiên sẽ đem về Teletron. Những cái giường mà nó gọi là hường ấn huyệt mà bằng chất ceramic ở dưới này, nó tuyệt vời lắm, nó giúp cho mình đỡ đau thắt lưng, đau thần kinh tọa, hoặc là bị đau lưng mệt mỏi nhiều đó. Thì đây là những cái giường trị liệu rất là tuyệt vời mà của đại hàng sẽ lần đầu tiên được giới thiệu tại Teletron trong đợt này luôn. Đó. Ok quý vị, một điều mất may mắn là 18 tay tôi mới lái về Hilton, cho nên là 17 tay tôi có mặt ở đây. May là tại vì sao tôi kỳ này, tại vì chở nguyên một cái studio về Hilton, tức là nguyên cái studio dặn audio đó, tại vì mình dựng cái studio bên đó. Lần này bay thì bay về đây, nhưng mà bay one way thôi. Rồi mình mướn xe mình lái về bên đó để chở hết cái tất cả dụng cụ, chở hết tất cả dụng cụ về bên đó, cho nên là chính thức là ngày thứ 7 Phong lái về. Thì bây giờ Teletron khai trương ngày thứ 6. Mời anh Phong với là chị Mai nha, ghé luôn tham dự cho đúng luôn nha. Ngày thứ 6 tức là ngày 17 tây
thứ sáu là ngày 17 tới đây. Yeah. Thì ngày thứ sáu tôi có mặt đây, tại vì ngày thứ bảy là tôi lái về Hilton rồi, cho nên là duy nhất chỉ có ngày thứ sáu là tôi có mặt ở đây với lại Teletron để mà chúc cái buổi khai trương của Teletron thật là đông đảo sự ủng hộ của ông Hương. Giống như tôi nói, chúng ta có sự hai chiều. Quý vị mua hàng của Teletron thì cái số tiền đó Teletron cũng đóng góp lại cho cộng đồng, cho sự phát triển của cộng đồng, cho con em của chúng ta. Thì cái đó là cái sự trao đổi hai chiều, không giống như chúng ta một chiều mua của Amazon, muốn thích thì mua, không thích thì thôi. Mà chúng ta cũng không thấy những cái công ty lớn về online họ giúp được gì cho cộng đồng chúng ta. Nhưng ít nhất tôi chứng kiến được cái sự đóng góp của Teletron trong mấy năm qua, từ hỗ trợ cho anh chị em nghệ sĩ qua cái giai đoạn đại dịch, và hỗ trợ cho các tôn giáo, từ các chùa, các nhà thờ có những cái buổi gây quỹ thì Teletron cũng đóng góp. Rồi bây giờ tới cái giải về học bổng, tức là scholarship, thì Teletron cũng đóng góp. Thì đây là những cái thiết thực nhất, và kể cả những anh em ra sinh hoạt chính trị, Teletron cũng đóng góp luôn để hỗ trợ cho anh em đi vào dòng chính. Thì quý vị, đây là một trong những cái đóng góp của Teletron. Sự payback này nó cũng xứng đáng cho chúng ta ủng hộ cho Teletron, đúng không? Thì bây giờ quý vị, trước khi mà chia tay, chúng ta còn có gì nữa không? Cảm ơn Đình Phong rất là nhiều, và đặc biệt nhất, thưa quý vị có thể check giá của Amazon. Quý vị sẽ thấy giá nào rẻ nhất đem tới Teletron sẽ bán rẻ hơn trong đợt này nữa. Không những là bằng giá mình phải bán rẻ hơn cho đồng hương mình nữa. Okay. Chưa hết, có một cái điều nữa mà Teletron mà quý vị không, Amazon cũng không làm được. Đó là cái chương trình tài trợ. Đợt này mấy nhà băng chịu chơi cùng với Teletron là trong cái đợt này đa số sản phẩm quý vị mua sẽ được tài trợ tới 5 năm không có tiền lời luôn. 5 năm thưa quý vị, 60 tháng thời buổi này quý vị biết cái tiền lời, cao quá. Rất là cao thưa quý vị. Mà không những 1 năm, không những 2 năm, mà trong cái chương trình Grand Opening chỉ có 4 ngày thôi, 17, 18, 19 và 20 tháng 5 này, quý vị sẽ được tham dự chương trình tài trợ tới 5 năm, 60 tháng không tiền lời. Đây là một cái chương trình mà Teletron cùng với những nhà băng lớn của Mỹ cố gắng nhiều nhất để giúp cho quý vị dễ dàng mua sắm. Bây giờ phân lại cao lắm quý vị. Phân lại được xem là cao nhất trong vòng mà 30 mấy năm qua đó. Đúng rồi. Và bây giờ mà Teletron chơi không tiền lời luôn. Tới 5 năm luôn. Cho quý vị đây, một số chiếc ghế massage, những cái nệm cứng chống đau lưng, những sản phẩm Italy Furniture. Và mới nhất là Teletron có thêm một cái gian hàng làm đẹp gọi là Teletron Beauty. Okay. Những cái sản phẩm này, anh Phong mỗi bữa anh sẽ thấy là anh sẽ rất là nó lạ, mà quý vị cũng chưa thấy bây giờ trước đây, là những sản phẩm này của Do Thái. Made in Israel. Yeah. Và cái sản phẩm này do một cái khoa học gia gốc người Do Thái và ông đoạt giải Nobel. Ông này ông khôn thiệt đó quý vị. Trong lúc mà cộng đồng mình á, coi như là đang có một cái những cái biến động đó, thì đa số người trong cộng đồng Việt Nam ủng hộ cho Do Thái. Bây giờ ông lôi Do Thái, ông dẻo làm ăn luôn. Cảm ơn Phong. Tôi đây những sản phẩm tốt, anh công nhận người Do Thái không? Tại đất nước Do Thái nó không có lớn và người không có nhiều. Sản phẩm nào ta chọn mà Made in Israel rất là đặc, tại vì đó là người ta sản phẩm đó gần như là đại diện quốc gia người ta luôn đó. Cho nên là không phải là thường, và trong cả cái thùng cũng sẽ đóng cái mọc vô trong đó là những cái giải thưởng này là do cái người khoa học gia mà đoạt giải Nobel. Okay. Bên cạnh đó được ai giới thiệu? Được Miss Universe. Tức là hoa hậu hoàn vũ của USA đứng ra giới thiệu và khuyến khích sử dụng sản phẩm này. Wow. Và được back up bởi FDA của Hoa Kỳ. Được gọi là FDA, được gọi là dụng cụ y tế trong phân những sản phẩm bình thường, thì sẽ được có những chương trình đặc biệt. Và nếu bị mua một set những cái đồ làm đẹp đó, không những 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà tới 5 năm không có tiền lời, bảo đảm không có nơi nào có chương trình này. Wow. Chỉ có tại trong ngày đó thôi. Thật sự thì tôi cũng hơi bất ngờ khi mà tại xưa đây tôi biết Teletron bán rất nhiều mặt hàng, nhưng mà chỉ chọn những cái sản phẩm đặc biệt của Nam Hàn, của Nhật Bản, hoặc là của sản xuất tại Mỹ hay của Ý thôi. Lần đầu tiên mà tôi nghe Teletron bắt đầu chọn những cái sản phẩm của Do Thái, cũng là một cái hình thức ủng hộ cho người Do Thái. Thì đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là xứng đáng để chúng ta tới Teletron trong cái ngày khai trương, đúng không? Thì đúng anh, sẽ bắt đầu sẽ được 17, 18, 19, 20, 4 ngày. Dạ, 4 ngày. Dạ, cho nên hy vọng được gặp, tự gỡ quý vị. Cảm ơn Đàn Dọc Phong. Bữa chị Mai cũng đã sẽ có mặt trong ngày thứ 7 vui cùng với lại tất thứ cả. Thứ 6 thôi. Thứ 6, thứ 7 về rồi. Thứ 6 thưa quý vị, ngày 17 tháng 5, và tất cả quý vị khách hàng gần xa, nếu ở miền Nam cái phơi nha thưa quý vị, nên nhớ cùng đến, nhớ cái ngày là ngày 17 tháng 5 thưa quý vị, ngay ở trên đường Brockhurst, góc đường Westminster, cái nơi này trong khu chợ Hòa Bình thưa quý vị. Nơi này rất là ai cũng sẽ biết, phía trước thấy là Starbucks Cafe thưa quý vị, và trong khu này đối diện với Tha Gạch và chợ Thuận Phát phía bên kia, và bên xa lưng là cái chợ, một cái chợ nữa, chung là cái góc này là tới ba cái chợ lớn rồi quý vị. Tôi thật với quý vị là đây là cái trái tim của Little Sài Gòn, mà hy vọng gặp tất cả khán thính giả của TNB Channel và những khách hàng của Teletron sẽ trở lại dự cái buổi khai trương của Teletron ngay tại Little Sài Gòn ở tại quận Cam.
Dạ cảm ơn anh rất là nhiều, và cảm ơn anh Phong và cảm ơn tất cả quý khán giả của chương trình TMP Channel đã ủng hộ cho Theatron và Uy Nguyễn trong bao nhiêu tháng qua. Và hy vọng quý vị sẽ rất là vui gặp gỡ cùng nhau, và nhất là 3 ngày nhạc hội hoàn toàn miễn phí với hơn trên dưới 60 ca nghệ sĩ tại hải ngoại sẽ hát cho quý vị nghe hoàn toàn miễn phí, cũng như vé số để có cơ hội trúng chiếc ghế 15.000 cũng sẽ miễn phí, và nhiều cái mặt hàng sale giá rẻ lắm thưa quý vị. Và hẹn quý vị tại Theatron trong ngày 17 tây tháng 5 vào ngày thứ 6 vào lúc 10 giờ sáng. Một nữa xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Trần Nhật Phong, và chúc anh cũng như chị Mai cũng có một sức khỏe thật là tốt, và sau cái ngày khai trương sẽ lấy xe về cẩn thận an toàn, và sẽ có một cái studio, một cái chương trình đặc biệt cho quý vị mà đang chờ đợi theo dõi trong bao nhiêu năm tháng qua mà đang chờ đợi, thì cái studio từ California cũng sẽ dự về ở bên Texas, và cũng quý vị sẽ nghe những chương trình rất là ý nghĩa và hay trong những ngày tháng kế đến. Cảm ơn một lần nữa, và chúc tất cả quý vị khán giả của đài một ngày thật là đẹp, một những tháng ngày thật là vui, một mùa hè thật là hạnh phúc, và hẹn quý vị tại Teletron ngày 17 tây tháng 5 ngay trên đường Brock góc đường Westminster, chi nhánh thứ 17, chi nhánh mới nhất của Theatron sẽ được ra đời trong ngày 17 tây tháng 5 thưa quý vị. Vâng, và cảm ơn tất cả các khán giả rất nhiều cho buổi nói chuyện của tôi với lại tổng giám đốc điều hành của hệ thống bán lẻ Teletron trên toàn quốc, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Dạ xin chào quý vị.